tiểu sử diễn viên ca sĩ Minh Luân. Minh Luân tên đầy đủ là Phạm Minh Luân là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam. Minh Luân sinh ngày 11 tháng 8 năm 1985 tại Đồng Tháp. Anh sinh thuộc cung sư tử, cầm tinh con Ất Sửu 1985. Với gương mặt điển trai cùng ngoại hình cao 1,8m đã chiếm được lòng khán giả qua các bộ phim Dã Từ, Đối Mặt, Đêm Tâm Sự. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chàng đã tham gia hơn 100 bộ phim. Ngoài ra, Minh Luân còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Anh theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero tự tình. Các ca khúc được anh thể hiện thành công như Đêm Tâm Sự, Dã Từ, Đêm Buồn Phố Thị vân vân. Sau khi tốt nghiệp trung học trường lớp Vỏ 1, anh lên Sài Gòn thi đại học và đã đổ thủ khoa trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Sau đó anh bắt đầu tham gia các bộ phim từ vai nhỏ nhất đến những vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Năm 2002, Minh Luân chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để thi đại học. Định thi vào ngành công an nhưng do bạn bè rủ dê lôi kéo nên anh mới thi vào sân khấu điện ảnh. Trong quá trình học tập, anh có làm thêm nhiều việc để trang trải cho cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp, xin vào diễn tại sân khấu Phú Nhuận và từ đó bén duyên với nghệ thuật. Anh bắt đầu tham gia nhiều vai diễn, tính đến thời điểm hiện tại lên đến hàng trăm. Vào cuối năm 2019, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chính thức khai trương sân khấu kịch Hồng Vân Chợ Lớn và anh được lựa chọn là người quản lý sân khấu kịch Hồng Vân. Nam nghệ sĩ có 3 cuộc tình ồn ào nhất showbiz. Với gương mặt điển trai cùng thân hình có chiều cao cực chuẩn, Minh Luân đã chiếm được tình cảm của khán giả Việt Nam. Anh không chọn cách ồn ào để lấy tên tuổi của mình. Mới đây, thông tin Minh Luân và Ngọc Nữ Ninh Dương Lan Ngọc công khai cả hai tìm hiểu nhau đã khiến không ít người tò mò về cặp đôi này. Trước khi hẹn hò với Lan Ngọc, anh từng trải qua mối tình đẹp với Dương Cẩm Linh, họ yêu nhau trong lặng lẽ và kết thúc trong im lặng. Điều bất ngờ mất là nam diễn viên công khai xin lỗi người yêu mới để mong được quay lại với người yêu cũ. Người cũ ở đây khán giả ngầm hiểu là Ninh Dương Lan Ngọc, người mới không ai khác là Hồ Bích Trâm. Sau vụ việc ấy, Hồ Bích Trâm lên tiếng tố cáo Minh Luân là người sống hai mặt. Sau những cuộc tình gãy đổ và ồn ào, anh không còn dám công khai tình cảm cá nhân của mình. Đến ngày cưới anh mới dám công khai. Đó là cách tốt nhất, niềm vui đó sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Năm 2021, nam diễn viên Minh Luân bất ngờ đăng tải hình ảnh bạn gái lên trang cá nhân. Bức ảnh cả hai chụp chung tại Đà Lạt rất hạnh phúc và ngọt ngào. Theo như chia sẻ, bạn gái anh sinh năm 1993, là một ca sĩ và hoạt động kinh doanh. Nhiều khán giả sau đó đã tìm ra ngay danh tính của cô gái. Cô chính là ca sĩ Thiên Hương, từng tham gia cuộc thi duyên dáng Bolero và được fan gọi với cái tên Thiên Thần Bolero. Được biết, cặp đôi kém nhau 8 tuổi và đã gắn bó với nhau hơn 1 năm. Minh Luân và ca sĩ Thiên Hương quen nhau khi anh hỗ trợ cô trong một số phần thi ở duyên dáng Bolero năm 2018. Thời điểm đó cả Minh Luân và Thiên Hương đều đang có người yêu. Tình cờ khi chuyện tình của Minh Luân gặp trục trặc thì Thiên Hương cũng vậy. Bẵng đi một thời gian, khi mọi chuyện tình cảm ồn ào đều đã qua đi, hai người gặp lại. Họ nói chuyện thấy tâm đầu ý hợp và đầu năm 2020, Thiên Hương nhận lời yêu Minh Luân. Cặp đôi công khai yêu nhau vào đầu năm ngoái và nhận được rất nhiều lời chúc từ đồng nghiệp, bạn bè cũng như khán giả. Bạn gái sinh năm 1993 của Minh Luân là người biết nghĩ cho người khác, khéo léo và nhẹ nhàng. Cũng theo lời Minh Luân từng chia sẻ thì chuyện tình của họ tràn ngập tiếng cười. Hai người cái gì cũng chia sẻ với nhau, có thể ngồi nói chuyện 5, 6 tiếng đồng hồ vẫn không hết chuyện. Không biết cãi lộn là gì. Dù trải qua nhiều ồn ào về chuyện tình cảm với nhiều người đẹp trong showbiz, nhưng Minh Luân khẳng định bạn gái cực kỳ tin tưởng anh. Cô không để ý đến quá khứ, bởi tất cả đều là chuyện đã qua và đúng sai, rất khó để người ngoài đánh giá. Quan trọng nhất là Minh Luân đang làm bạn gái hạnh phúc từng ngày khi ở bên nhau. Minh Luân từng tâm sự, giờ ai nói gì?
cô ấy cũng không quan tâm đâu. Cô ấy biết con người thật của tôi thế nào. Không chỉ nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ bạn gái, Minh Luân cũng được gia đình bạn gái cũng ủng hộ và yên tâm. Minh Luân từng bày tỏ mong muốn có con trước đám cưới. Anh đã mê có em bé cách đây 6-7 năm. Ba mẹ của anh cũng rất mong cháu. Hơn nữa, đối với anh, đám cưới hay đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục giấy tờ, còn đã yêu thì chỉ cần bên nhau hạnh phúc là đủ. Cặp đôi từng dự định làm đám cưới ngay trong năm 2020, tuy nhiên vì dịch bệnh nên họ phải hoãn lại. Từ đó đến nay, nhiều khán giả yêu mến họ liên tục giục cưới. Mới đây, trên Facebook của Minh Luân chia sẻ hình ảnh hai người tới một trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này khiến nhiều người tin rằng cặp đôi sẽ sớm hôn lễ vào một ngày không xa. Minh Luân là đại gia ngầm showbiz Việt. Minh Luân là một người khá kín tiếng và không phô trương về thân thế. Tuy nhiên, Minh Luân được biết đến là một đại gia ngầm trong showbiz Việt. Anh từng chia sẻ với khán giả và đồng nghiệp về thành tựu của mình khi công khai căn hộ ở quận 7 với trị giá hơn 3 tỷ đồng vào thời điểm 2015. Chỉ tính riêng nội thất đã có giá hơn 2 tỷ đồng. Vào năm 2019, nam diễn viên lại mua thêm một căn hộ khác ở quận 6 với diện tích 100m², trị giá gần 4 tỷ đồng. Ngoài ra, Minh Luân còn có một căn nhà vườn rộng 3.000m² ở Đồng Tháp. Đây cũng là nơi Minh Luân được sinh ra và lớn lên. Khi có tiền, anh gửi hết tiền về quê cho cha mẹ sửa sang nhà cửa và sắm đầy đủ tiện nghi. Minh Luân cũng là ông chủ của hệ thống nước hoa nổi tiếng. Với 7-8 showroom, anh còn kinh doanh nhà hàng và đầu tư làm sân khấu chợ lớn cùng bà bầu Hồng Vân. Minh Luân từng tiết lộ, anh đã góp vốn 500 triệu đồng vào làm sân khấu và là giám đốc điều hành sân khấu này. Đó là khối tài sản được chính Minh Luân chia sẻ công khai. Thực chất của nồi của chim thế nào? Chỉ anh và gia đình mới biết.